thì mình đang có mặt ở nhà Văn Trường rồi, và nhà Văn Trường kiêm luôn là một quán cà phê. Bố mẹ Văn Trường chuyển từ nghề mộc chuyển sang làm kinh doanh cà phê, và anh chị em của Văn Trường cũng có thể mời bạn bè đến đây để cùng nhau nói chuyện, trò chuyện về cuộc sống của mình và uống một cốc cà phê nhâm nhi. Xung quanh mình là một quán cà phê rất là chill, và chúng ta cùng khám phá nhé. Xin chào mọi người, hiện tại mình phải mở hết góc rộng ra thì chúng ta mới nhìn được một quán cà phê đúng chill. Chill Coffee and Tea, quán cà phê của bố mẹ Văn Trường. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bố mẹ Văn Trường xoay quanh cầu thủ này, và có thể là sẽ xoay quanh ý tưởng mở một quán cà phê ở Hưng Yên, nơi mà rất là gần nhà với Văn Trường nha. Mình đang mở một góc rất là rộng để chúng ta nhìn thấy toàn cảnh quán cà phê của bố mẹ Văn Trường luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào xong khám phá và trò chuyện với bố mẹ Văn Trường nhá. Đi thôi. Cái cơ ngơi của gia đình mình cũng có thay đổi một chút, sửa sang một chút, từ không biết là Trường từ lúc mà đi học bóng đá đến giờ có một chút giải thưởng nho nhỏ ở cái giải U23 châu Á rồi U20 châu Á, rồi lên đội 1 của Hà Nội FC, thì không biết là Trường có vun vén vào được bao nhiêu trong một cái khoảng không gian này, đặc biệt là quán cà phê rất là đẹp ở đây không? Cái đấy thì thực ra là chú cô chú không nói, còn chị em với nhau thôi, chứ còn cái sửa sang cái thứ thì chú cô chú này không kiếm một đứa nào. Không phải bảo các em đóng góp hay là mày thế nào kia, em cũng thực ra em thì nó vẫn u nhỏ, thì cái tiền nong thì nó chả là cũng không đòi hỏi nào, bảo là hay là con đi đá bóng thì bỏ tiền đây để bố làm nghĩa không. Cô chú tự cô chú xây dựng nè. Thế lúc cô chú nói rằng là Trường cũng ít khi về nhà ấy. Vậy không khi về nhà mà nhìn thấy quán cà phê này thì Trường có giật mình hay là có sợ là đi nhầm đường hay là đi nhầm vào chỗ nào hay không, mà cũng thấy nó lại khác thế nhỉ? Có thấy không ạ? Không, Trường là em cũng thích, cũng bảo các chị cứ mở quán đi, em ủng hộ. Vâng. Đấy. Bây giờ thì có quán này là anh em đồng đội về nhà là có một quán ngồi thư giãn trên tầng 2 hoặc tầng 1 cũng rất là đẹp ạ. Trường ấy năm về ví dụ các chị nghỉ có lúc tranh thủ, nhưng mà cũng cứ phụ về các chị lại thích. Đúng rồi. Vâng. 7 của U19 phút của bóng lên sân và VF. Đấy. Đâu là chiếc áo đầu tiên mà em mang về? Cái áo đầu tiên này. Hai cái áo là áo trắng và áo đỏ đều là giải châu Á hết. Đây còn cái này là U20 rồi. U20 là kia. U20 kia. U20 đây. Vâng. Vâng. Còn cái áo mà U21 vừa rồi thì chắc không chưa để. Những chiếc cúp đầu tiên mà em mang về U19. Còn cái bên cạnh là năm bao nhiêu ạ? Cái này là 21. Đây đều là lại 19. Chú lấy thêm một cúp. Cái này là vừa rồi là xuất sắc, cũng U21. Đây là bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng đầu tiên là ở giải châu Á Đông Nam Á. Vâng. Những đôi giày này có đôi giày này có ý nghĩa như nào mà? Đôi này là đá quả bóng từ giữa sân vào. Là về Trường. Về Trường để nguyên không. Bên phải hoặc là bên trái thì sao ạ? Ở giữa. Hai đôi kia thì sao? Hai đôi là em để về nhà em. Tôi ý nghĩa nhất là ở giữa. Ở giữa sân này, tại chỗ giải VF mà tôi được lội.
hoàn thành nhiệm vụ ở cái bóng đá trẻ ở dưới tỉnh kia kết thúc là trở nên đây là cái giấy khen đầu tiên đấy, bắt đầu đấy. Là về thả xong là nên là thi đấu văn lâm kết thúc ở dưới tỉnh nên là cũng làm ý người đấy cái sự đời là khởi đầu tiên người giấy khen có thể là tiếp thi đua tốt tháng 45 năm đấy mà đi đá là gì đấy. Thế còn đâu tấm ảnh tiếp theo là các cái này là đi vào Cần Thơ. Dạ. Vào Cần Thơ thì Tuấn thì dẫn dắt vào Cần Thơ. À, Thầy Hưng. Thầy Hưng. Kia cũng là giải của Cần Thơ đấy ạ. Tất cả. Còn các cái kia của cô tìm không thấy đâu. Tháng ở trên máy bay ở đây này chắc là máy bay tìm không thấy đâu cả. Cái máy bay gầy lắm rồi. Đây cái màu da cam kia. Màu da cam này cũng đi ở trong Cần Thơ. Cho một chút. Có một cái ở Huế. Một cái ở Huế là Thầy Ngọc. Cái đấy là 13 đấy chắc thầy dắt đi gọi là để mát nước cái này đi đá ở trong Cần Thơ đấy thì dắt ra để trên máy bay trên chỗ này trên này là bao nhiêu cân ôi đồ lúc bây giờ nhìn gầy lắm lúc bây giờ chỉ tầm độ tám nhầm chỉ tầm hai mấy cân định nhìn gầy gầy trước bé mà trước cháu bé trường thì nói là hơi nhỏ đấy là đã đi khám để khám xương rồi thì trường về nó khoe thế thì bảo con khám phải 1m8 này là khi đầu bây giờ 13 14 tuổi mới bắt đầu này đây là văn trường cái lúc này gầy lắm về lúc nào nhìn con mà thương cái sự trọng gầy cao gầy hồi đấy là đồng ý các bạn như đấy phải 4-5 bạn rất là to à chỗ này là phải hưng cho đi người khác. Đây cũng nhìn thấy bạn này nhìn nó phồng cao hơn nhiều. Tất cả trong đội này thầy cho đi thì còn mỗi trưởng bây giờ là đi đá bóng thôi. Còn mỗi trưởng có các bạn này chứ có bạn nào ở gần đây không? Đây toàn ở đâu? Đó là toàn ở dưới tỉnh không như dưới thành phố. Mình là trường là chơi được để thầy sát nhập đúng không? Để cùng vào cái đội tuyển của thành phố. Đây là thầy Hưng. Cô sáng rồi. Thế thì cho quả anh ấy trường lại bảo tôi đừng đăng. Thầy cô giáo mà dạy thể dục đấy ạ? Cô Vân, đúng rồi. Cô này là ở dưới tỉnh. Không phải, cô ở dưới tỉnh. Nhưng mà cô là huấn luyện viên đấy. Huấn luyện viên cùng với thầy Hưng. Huấn luyện viên chứ không phải là cô giáo. Ở tiết trường không sớm thì ai để sát nhập các bạn gần đến ngày thi đấu rồi trường cũng được ít ngày rồi chúng tôi nghe thì nghe rồi nó hơi gì thầy thấy là các thầy đấy là tốt rồi xuống sớm thầy tiếc rồi xuống sớm xuống Hưng Yên cứ lửa lắm ở dưới Hưng Yên sau là đi Hải Dương đi các tỉnh luôn sau khi em nó đi học ấy thì cũng thế cứ đam mê nhiều khi chưa đến các thứ là bắt ngủ trưa nhưng mà cứ nản dậy trốn bố mẹ là ra cái sân gần đây này người ta đổ cát thế này là gọi mấy bạn ra là cứ đá à. Thực ra là bây giờ cũng em nó đam mê đấy thì cũng chỉ mắng mấy bảo thôi mai không thế nhưng mà vẫn cứ lại thế thế là sau cái đợt mà em nó cuối cấp 1 thì mà 11 tuổi thì gọi cái bóng đá học đường này đi thi là xuống dưới thành phố dưới tỉnh
tỉnh Hưng Yên mình ấy, tập trung thi các trường đấy. Thì là chú cũng xuống để đưa em xuống đấy cả các phụ huynh và cô giáo. Thì khi em nó đá một trận đầu, sau trận thứ hai thì thầy Khanh Sở Giáo Dục ấy, thì thầy mình có hỏi là thế bố cháu đâu? Cháu nó chỉ là bố cháu ở kia, thế này ông ra ông bảo là thế cho cháu xuống vào cái đội tuyển của thành phố Hưng Yên. Thế cũng không ấy, cũng không muốn cho cháu đi, thế ông bảo là thế để trở về ấy cháu xem nào đã. Thế là về nghỉ đi độ khoảng 5-6 hôm sau thì có công an về trường đấy. Là bảo là thôi cố cho cháu xuống. Thế là sát nhập với đội thành phố Hưng Yên, đội tuyển chọn thầy Hưng thầy làm. Đó. Thì xuống đấy thì thực ra bảo lính vệ bảo con là thôi bé này đi đâu, ở nhà học tiếp, bảo con không ở nhà con đi. Thế thì thôi bảo đành chiều đưa xuống, thầy Hưng động viên là thôi cứ cho cháu xuống. Thế xuống sát nhập với đội thành phố. Thì thực ra là vào cái chỗ trung tâm đào tạo ở dưới tỉnh ấy, thì chỗ khu đấy thì lại cách nhóm cụ dưới thì không có chỗ tập thể. Thì ở nhóm cụ đấy mới thì bác đấy thì cũng có một cháu là cùng lứa tuổi trường cùng đá bóng. Thì thầy Khanh thầy bảo thế tốt nhất cho cháu nó ở đây cùng ở nhóm cụ, thì là cụ cho ăn biết các thứ ngủ nghỉ rồi là thế là cứ sáng là đưa nhau đi học cái trường miền Nam gần đấy đấy, gần nhà cụ. Thế là đưa đi học thì chiều về thì cơm nước xong lại ra chỗ trường, cái chỗ bên trường huấn luyện đấy à, của thầy Hưng à. Thì là lúc ý có thời gian mà bạn phải cõng vào trường học à. Thế là kiểu tập nhiều ở cái sân cỏ nhân tạo ấy, nó kiểu rộp ít cái bàn chân ấy, đi không đi nhìn con thường bạn cõng vào trường bố lên đón thì bạn lại cõng ra hôm nay về. Bảo thế thì thôi mai mẹ với các chị là xuống với con nhớ thì con đi ngủ nhá. Bảo vâng. Xong bên này một cái kỷ niệm nữa cô vẫn nhớ như bây giờ, sắp là tháng 7 2014 là để đi thi vào trong Cần Thơ đấy. Ôi dồi ôi, nhìn về con cũng không cầm được nước mắt. Như là vừa gầy vừa đen, ôi dồi ôi, nhìn con không khác gì như châu Phi ấy. Ôi dồi ôi, nhìn con mà xót xa mà không bảo trường là thôi con ơi con đá bóng nữa mẹ, nhìn con nhảy con mẹ không chịu được đâu. Nó bảo mẹ ơi con cố gắng, các bạn cần khóc đòi về nhưng con không đòi về, con phải cố gắng mẹ. Em lúc nào cũng chỉ sợ là về thôi, chỉ sợ không được đi đá bóng. Đấy. Chỉ được một cô nhất là hai ghế xong bắt đầu. Cái nữa là ở dưới Hưng Yên đợt đi thi giải ở dưới đá xong bắt đầu bị bạn ấy vào ôi lầm ở trong sân ấy. Cô lúc bây giờ cô với cô chủ nhiệm là đang bổ dưa mà nhìn con mà cô định nhảy vào cô. Xong người ta gàn người ta bảo không được nhảy vào đâu. Cô nhìn con mà thương lắm chứ không phải gì cả. Trường thì nhiều trận về bị thương cô nhìn xót xa lắm. Ở chỗ này nói chung là em nó cố gắng phấn đấu thế thì mình cũng vui mừng cho em nó tâm huyết. Nhưng bước đầu thì chú cũng không cho em nó đi, nó quyết. Mới đầu về ở dưới tỉnh về là cô mấy chú cũng rất khoát không chịu đi đâu. Như các bác bảo, nên nhà có mình con bác thì bảo là đi đâu thôi cho nó đi. Cô thì bảo là thôi ở nhà mỗi mình con, rất khoát nó không nghe. Chỉ thích đá bóng thôi, từ lúc bắt đầu 1 tuổi lúc nào ôm quả bóng. Nó sang các chú lớn tuổi đá cả vào mặt, mấy chú ngay bên cạnh này chú nhớ tuổi cứ sang dạ chú ấy. Mong muốn các cháu là đi đá là được vào thắng lợi và được cho gia đình và được đoàn viên xung vầy và các anh em các cháu chứ là cũng mong muốn các cháu được vào cho nhà nước và đoàn viên được kết quả tốt. Chú thì chú ạ. Thì lúc này mà em nó được lên đá chiếc em thì cũng thấy là thôi có cái bước tiến đấy thì cũng mừng với em. Còn mong muốn là trường mà được vào đá chính chứ vì cũng công hiến hết mình. Hay có cái chân cầu của nó hay. Mong muốn là con thế đạt được kết quả tốt. Còn cả đội là hoàn thành. Thank you.
cô gửi lời chúc trường. Cũng mong em là nên đi ra thì cùng đội với lại huấn luyện viên là thành công tốt đẹp, vươn xa. Chú theo chú thì chú là chú cháu trước giờ có sức khỏe lắm và có niềm đam mê sở thích từ nhỏ, chú cháu là cố gắng hết mình mong cùng đội cùng đạt được nhiều giải thành tích thành công.